ngày mai Chúa quang lâm, con sẽ lo sợ bối rối vì còn bao nỗi lo âu và bao tham vọng nung nấu. Nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc con vô cùng nguy nan vì đã sống niềm tin hao mòn và tình mến yêu chưa vẹn tròn. Xin cho chúng con chân thành cái hoa của sống mình và sống trong công bình bạc. Vẫn đam mê.